thách anh vẽ được chị mèo channel. Anh mà vẽ được, em gả chị gái của em cho anh luôn. Ok em nhá, nhớ đấy nhá. Mèo channel tên thật là Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1998, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, cùng với giọng nói vô cùng dễ thương, kênh YouTube của Mèo đã thu hút hơn 6 triệu lượt đăng ký. Điều đặc biệt mà kênh Mèo Channel mang lại đó chính là thế giới Minecraft vô cùng chân thực, cùng cho nhau với những tình huống dở khóc dở cười, cộng với cách nói chuyện vô cùng hài hước và duyên dáng. Mèo Channel đang là nữ YouTuber số 1 Việt Nam làm về Minecraft. Bạn nào là fan của chị Mèo, để lại bình luận cho mình biết đấy nha.